Quý khán giả đến kênh của Hồ Trần. Hôm nay mình hay chạy một vòng chợ cái sách vào buổi tối này. Khoảng 8 mấy. Bán đồ ăn rất nhiều. Này cầu đen, chạy dùng đoạn hướng lên tới cầu đen. Chợ cái sách hàng đêm rất đông, cái công việc chạy lên cầu đen. Đây là cầu đen của chợ cái sách, rất là đẹp. Quá xa. Thế giới di động. Đường này đường giữa chợ cái sách. Đường rất là đẹp. Tối khách đi ăn rất đông. Đó là người ta đi cái dục đó. Đường rất là thẳng và rất đẹp. Bắc quá xanh, thế giới như đồng. Ốc nhiều gì đây, mẹ ơi con yêu hảo hơn nhau, mẹ đã một dòng đặt cái sắp đường rất là thẳng, rất là đẹp. Chạy vòng vô chợ và cái sách
tới quán nhậu, khách nhậu rất là đông. Video mình cũng dài, mình xin kết thúc tại đây. Nếu thấy hay xin một like, một đăng ký. Cảm ơn các bạn.